tác phẩm ngựa song mã này bên em có kích thước là cao 70, ngang 62 và sâu 28 các bác nhé. Tác phẩm này bên em là gỗ chắc liền khối. Bên em chỉ chắp một chút ở phần cây tùng thôi các bác nhé. Tác phẩm này là tác phẩm song mã các bác nhé. Hôm trước em like cùng tác phẩm khác thì có thể là nhiều bác chưa chiêm ngưỡng được rõ tác phẩm. Hôm nay em sẽ like riêng để các bác có thể thấy được vẻ đẹp hoàn hảo của tác phẩm song mã bên em. Em quay gần hơn một chút để các bác có thể chiêm ngưỡng được các nét đẹp của tác phẩm nhé. Ngựa là biểu tượng của vận may, tài lộc và thành công, hỗ trợ đắc lực cho gia chủ trên con đường sự nghiệp. Nếu bác nào yêu thích các tác phẩm ngựa này bên em thì có thể nhắn tin hoặc là để lại số điện thoại, bên em sẽ liên lạc cho các bác nhé. Tác phẩm ngựa song mã bằng gỗ chắc rất là đẹp. Màu gỗ rất là đẹp các bác nhé. Gỗ chắc đỏ đen, liền khối, chỉ chắp một chút ở phần cây tùng thôi. Còn phần ngựa là hoàn toàn liền khối ạ. Tác phẩm này có giá bán là 9 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Kích thước là cao 70, ngang 62 và sâu 28 phân ạ. Các bác có thể thấy là ngựa bên em này, phần diện mặt được đục tỉa rất là kỹ càng các bác nhé. Đây, phần diện mặt hai chú ngựa được đục tỉa kỹ càng. Các bác có thể thấy các phần cơ mặt rất là chân thật. Phần hồng mao này hay là phần đuôi thì rất là bay bổng. Và các đường nét đục rất là tinh tế. Và các nét đục thì cực kỳ là sắc sảo, sắc nét. Tác phẩm này bên em là hàng đục kỹ tuyển chọn các bác nhé. Các bác có thể yên tâm về chất lượng. Tác phẩm này bên em có giá bán là 9 triệu 800 nghìn đồng. Tượng song mã, bao vận chuyển cho các bác nhé. Chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, kích thước cao 70, ngang 62 và sâu 28. Các bác có thể thấy là phần móng ngựa này hay là phần chân, nghệ nhân bên em đục rất là mạnh mẽ. Các đường nét cực kỳ là sắc sảo ạ. Các bác có thể thấy là chú thế đứng của hai chú ngựa bên em rất là đẹp. Dù nhìn xa hay gần thì thế đứng cũng rất là bay các bác nhé. Thế đứng rất là bay bổng này, diện mặt thì rất là thần thái. Và dáng thì rất là phiêu nhá, phiêu và rất là tự nhiên. Ngựa gỗ là vật phẩm phong thủy được rất là nhiều người ưa chuộng các bác nhé. Dù là ngựa nhất mã hay là song mã bên ương thì bên em cũng đều bán rất là chạy. Và bên em hàng thì hoàn thiện liên tục các bác nhé. Nhưng mà mỗi thế đứng thì đều không giống nhau. Nếu các bác yêu thích hay là muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Bác nào ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em ở số 4 dãy B2 Shop House Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội để cùng em giao lưu các tác phẩm các bác nhé. Quay sát hơn một chút để các bác có thể thưởng thức được phần hồng mao và đuôi ngựa bên em đục cực kỳ là kênh bong các bác nhé. Các bác có thể thấy các đường nét rất là bay ạ, cực kỳ bay và phiêu. Em sẽ zoom sát tác phẩm để cho các bác cùng chiêm ngưỡng ạ. Phần diện mặt này cũng rất là thần thái này, màu gỗ cực kỳ đẹp và tự nhiên. Phần hồng mao rất là được lượn sóng rất là đẹp. Phần mềm mại ạ, rất là bay bổng. Các nét đục cực kỳ là bóng bẩy và mượt mà. Chú ngựa này bên em chỉ một chắp một tí cây tùng chút xíu này thôi các bác nhá. Những cái cánh lá tùng này là được liền hết ạ. Chắp mỗi cái chỗ khúc cành này thôi ạ. Hàng bên em thì được tuyển chọn mà có hàng như nào thì em cũng xin giới thiệu với các bác luôn như thế ạ. Tác phẩm đục kỹ hàng tuyển chọn bên em các bác nhá, liền khối ạ. Gỗ chắc đỏ đen, một tác phẩm rất là quý. Em quay đằng sau một chút để các bác có thể chiêm ngưỡng được nhiều góc cạnh. Sau nhé, thế đứng rất là phiêu các bác nhé. Đôi ngựa nhất mã này cân nặng là 13 cân. 13 cân đúng không ạ? Cân nặng 13 cân đúng không? Tác phẩm này bên em nặng 13 cân. Có giá bán là
800.000 đồng. Hình ảnh song mã là các đại bác diện thì... cho sự thành công, đại diện cho sự an vui và giàu sang sung túc. Các bác đặt tác phẩm này trong nhà có rất là nhiều ý nghĩa các bác nhé. Hình ảnh song mã mang ý nghĩa là song mã tài lộc, sự hòa hợp và hài hòa trong phong thủy. Nếu các bác đặt tác phẩm này ở trong phòng khách thì sẽ rất là sang trọng các bác nhé, tôn lên được vẻ đẹp cho ngôi nhà và thể hiện gu thẩm mỹ của các bác. Các bác có thể thấy là thế đứng cực kỳ bay nhá, dù ở góc sau hay là góc trước cũng đều rất đẹp ạ. Đây, các bác có thể thấy là phần đuôi ngựa này dù nhìn ở góc nào thì cũng rất là bay nhá. Hai chú ngựa đang đứng trên một đá mỏng cây. Các bác có thể thấy các nét đục này rất chân thật ạ. Dù là các chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nghệ nhân bên em cũng không hề bỏ qua các bác nhá. Dù các bác để kê ở góc độ nào trông nhìn cũng rất là đều đẹp ạ. Kể cả đằng sau, lẫn mặt trước, lẫn mặt trái, mặt phải ạ. Đều được các thợ nghệ nhân bên em đục rất là kỹ xảo ạ. Các bác xem kỹ. Gỗ chắc da lai đỏ đen ạ. Hàng liền khối có chắp một chút cây tùng ở bên cạnh thôi ạ. Nhưng mà những cái tán lá tùng là vẫn là hàng liền các bác nhé. Tác phẩm sau khi hoàn thiện thì có cân nặng là 13 cân. Khối gỗ liền các bác nhé, một phôi gỗ rất là hiếm ạ. Cho nên là bên em đục rất là kỹ và phải tuyển chọn rất là kỹ các bác nhé. Các bác có thể thấy là phần cơ này hay là phần thân ngựa này được bên em đục cực kỳ là cẩn thận và rất là chân thật. Các đường nét này, cơ này hay là các đường thân này, uốn lượn này các bác có thể thấy không ạ? Rất là chân thật các bác nhé. Hai chú ngựa có thế đứng rất là đẹp, thế rất là phiêu. Hôm nay quay lại để cho các bác có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn tác phẩm này, để các bác ở xa có thể yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm bên em. Tác phẩm có giá bán là 9.800.000 đồng các bác nhé. Kích thước là cao 70, ngang 62 và sâu là 28 phân. Nhìn từ xa thì đứng cũng rất là đẹp đúng không ạ? Tác phẩm song mã các bác nhé. Gỗ chắc đỏ đen liền khối, chỉ chắc một chút ở phần cây tùng thôi. Hiện nay ở trên thị trường là gỗ chắc như thợ đục như bọn em ấy là toàn mua tính theo cân ạ. Mà đôi chú ngựa song mã này hàng hoàn thiện rồi, cân được còn 13 cân các bác nhá. Tác phẩm ngựa song mã được rất là nhiều người ưa chuộng. Nếu các bác yêu thích các tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em chốt đơn và tư vấn kỹ hơn cho các bác nhá. Tác phẩm này đặt trong phòng khách hay là đặt ở bàn làm việc thì cũng đều rất là đẹp, mang đến nét đẹp sang trọng và rất là thanh tao và thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ các bác nhé. Một tác phẩm đục kỹ tuyển chọn và giá thành thì rất là hợp lý, có giá bán là 9.800.000 đồng. Một tác phẩm phôi gỗ dày đục kỹ đẹp, hàng tuyển chọn và thế đứng rất là có hồn, nhưng mà giá bán chỉ có 9.800.000 đồng thôi, bao ship toàn quốc cho các bác, giá thành cực kỳ hợp lý các bác nhé. Các bác nào yêu thích tác phẩm này thì có thể comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên xưởng gỗ Quang Vinh các bác nhé. Các bác đi qua livestream thì có thể chia sẻ giúp bên em các bác nhé. Tác phẩm ngựa song mã này bên em có giá bán là 9.800.000 đồng. Sau khi hoàn thiện thì tác phẩm nặng 13 cân, kích thước là cao 70, ngang 62 và sâu 28 các bác nhé. Dù nhìn từ xa thôi nhưng mà tác phẩm cũng rất là cân kiện, thế đứng bay bổng và các đường nét rất là đẹp và sắc nét. Em xin quay kỹ cận cảnh của đôi song mã này cho các bác cùng chiêm ngưỡng ạ. Các bác có thể thấy là càng nhìn gần thì tác phẩm càng đẹp các bác nhé, càng sắc nét và sắc sảo. Dù nhìn xa hay gần thì tác phẩm cũng không có một khuyết điểm nào hết các bác nhé. Các bác nào yêu thích tác phẩm thì cứ nhắn tin trực tiếp cho bên em các bác nhé.
Cảm ơn các bác đã xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh bên em ngày hôm nay. Tác phẩm Song Mã này có giá bán là 9.800.000 đồng các bác nhá. Xin chào tất cả các bác, cảm ơn các bác đã xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh.